Nhà đông người mà ăn như thế à? Nhân Giang mến chào tất cả cô chú và anh chị và toàn thể bà con nhân dân nha. Hôm nay mình sẽ đụng độ với thầy Lang. Đây xin giới thiệu các bạn, đây là thầy Lang nha. Chuyên chữa chào khán giả cái xương khớp nọ kia là đủ các loại, là chân phèo, chân cong vênh là uốn. Nắn lại. Đây để đụng độ với thầy Lang nha. Nào sợ hết. Ôi, con sao nó vàng ngon này. Nó bắn vào gì ạ? Vàng. Được đấy. Món này thích ạ. Làm cái món là chuột chiên. Để mời thầy Lang về là nắn cho con chuột là nó bị méo mó cong vênh mọi người nhá. Dùng cùng cái bữa gọi là sum vầy. Cuối năm anh em gặp nhau. Chuột. Chuột thì rất nhiều này. Đấy, ngon đấy. Thơm nhờ. Anh em mùi thơm chưa ạ? Có nghe. Nghe thì... em muốn nghe tí. Rõ nói đi thơm. Vàng xe à? Kinh nhờ. Ôi, cha cha. Thì nó chưa để nó cạn nên là mình phải xếp ra mâm ra đĩa rồi. Tính theo tiền đấy. Đang quan ở dưới trước. Đấy chưa? Dưới đáy á. Ăn tại cánh đồng luôn. Bây giờ là anh em bọn em Giang là cũng tổng kết cái vụ chuột cuối năm và góp vui là có em tự giới thiệu bản thân và nghề nghiệp cho khán giả được biết đó. Mình là Hoàng. À Hoàng. Mình chuyên trị liệu về vấn đề về xương khớp, có duyên với gặp anh Giang rất là vui. Và mình biết được cái món thịt chuột này là nó cũng rất là tốt cho sức khỏe các bạn. Chúng ta phải mua ở những cái địa chỉ mà nó có uy tín ấy. Những người như anh Giang này chẳng hạn là những người mà anh chuyên bắt chuột ở cái vùng đồng nó sạch, nó không bị hóa chất, nó không bị những cái thức ăn bẩn, sẽ đảm bảo hơn các bạn nhé. Thì bây giờ mình không lòng vòng lặp nhạp và làm nhảm nữa, thì anh em theo chân mình để review hết cái đống này nhá. Ok. Đấy, đã lăn xuống rồi. Anh ơi. Một gia đình nhá. Một gia đình. Và gọi là gặp nhau cứ lại đây đi anh. Thì có ông anh họ là đi làm đồng là bảo là không phải về nữa. Và về đây là chung vui. View triệu đô đấy. View này là không mua được đâu ấy. Ôi trời, tuyệt vời. Đấy, anh là có góp rượu rồi. Lấy máy đi. Chẳng mấy khi em về thăm sức khỏe anh chị. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Anh chào anh ạ. Anh với tất cả mọi người. Rượu. Mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Chào các bạn.
đi. Con quả đá. Ngon đấy. Xem cảm giác như thế nào. Đây. Nước ngon. Con dày nó ra một thô loại sang. Thơm thế. Thơm nhỉ. Mời các bạn nhá. Ngày xưa cái món thịt chuột này là một trong 7 món mà trên tổng số 140 món để Từ Vi Thái Hậu đãi các khách quan khách thì là khách châu Âu. Đó là một cái món rất là đặc biệt. Nhiều nơi ở đất nước mình thì có phong tục là đám cưới mà không có chuột là không được, như là Từ Sơn, Bắc Linh, Thất, cả mấy cái Thanh Hoài, Nam Định. Nhiều người vô sinh hiếm muộn thì muốn thích ăn những con chuột này để mong là nó sinh sản như nó. Cho nên em bảo tại sao nha, mà khách là còn cứ điện cho anh bảo là có còn chuột không, tức là kiểu người ta hay xem video của em, là thực tế là em đi bắt là có những cánh đồng là nó thật chất hơn, tức là mình tự nhiên chứ mình không có kiểu là mình chính thức là mình mua qua trung gian đấy. Thực tế là mình ăn được này, như bọn em làm ăn được thì mới bán cho khán giả được, cho khách hàng được. Mỗi độ là gầy là ra cái kia là mùa này là không có thức ăn thì nó gầy, nhưng mà gầy là chính là nó sẽ lành hơn, nó béo. Nếu mà nhá, nếu mà bảo ăn béo thì người ta không nuôi được công nghiệp, hình nhận không? Cái hàng này người ta không nuôi được mà, thì người ta chẳng nuôi được. Ngon hết. Kia chuyển đi tắt lối kia sang. À, con này quá chú bồ này. Dạ, cái này là... Đó, nướng nó khô mà. Đấy, hôm chú cháu mình ăn nướng có ra gì nữa không? Không béo. Nướng là nó béo không? Các bạn ơi,
da giòn luôn. Mình mời em là con này xem là ăn thử xem nào. Đang con, đấy. Con này con cái đấy. Đấy, anh con bướm đấy. Anh này thích ăn con đực đấy. Thôi ăn con cái đi. Da ngon lắm anh ạ. Da ngon à? Vâng, giòn. Đấy, mà chiên đúng như thế nó mới chuẩn. Như thế này là anh làm đấy. Là nó lửa nó to, lửa. Vâng. Thực ra là nó to lửa đấy. Vàng, vàng nóng này ngon. Anh em đụng đụng với nhau một cái nhỉ. Cháo này mình ăn không nhỉ? Có thịt luôn. Hả? Vẫn có thịt mà. Ờ? Mà anh biết không, xương con gì nó cũng quý. Ta còn đầu cao bằng xương, đâu bằng thịt đâu. Nhưng mà ý là thôi để xương ra. Anh để nấu cao đi, cao chuẩn. Để anh thì anh nấu cháo. Nấu cháo quá. Còn ngon lắm các bạn ạ. Ui, vừa nhắc đến là vợ mình bây giờ. Ui, đuổi đi. À mày ra kia bảo từ từ đến làm rồi diễn lại. Cái dao ấy. Cầm dao à? Đấy, tao chạy đấy nhá. Bán đào bán đi ra đây ăn chuột đó. Ôi, bán đào á? Đi dậy đi bán đào đi kia. Các bạn ơi, thôi tranh thủ ăn nữa. Dưa mắt. Căng nhờ. Ủa anh nhét bóng to rồi nhá. Thế bây giờ em đâu rồi? Nghe chị ơi. Nghe chị ơi. Anh ra ăn có bán đào đâu. Cần vào đây ăn uống ở đây. À cái công đức thì mình cần cổ. Không. Thôi chị ạ, ăn chuột là đã lắm rồi. Biết ai cho. Ôi anh không ăn đâu. View đẹp đấy. Ôi ôi mọi người nhìn cái ăn thế ạ. Nhà đông người mà ăn như thế à? Đâu cả ăn thế nào. Ăn cái đôi mũ thì nó là răng nát đúng không? Bỏ mũ ra thì ôi ăn cái đôi mũ. Hay rồi. Say mũ mấy hết. Đây. Mấy có mấy lon này say. Mấy có mấy lon chưa hết một lon này mà cứ say này. Lon này. Ăn cái trời mũ thế. Đáng kiếp. Tê xuống. Ăn thế à? Thì nó bảo nó ăn thế, ăn to khó mắt. To nói lớn. Rồi. Đánh tránh ăn. Mấy khi anh ăn anh nhớ em quá. Nhưng mà em kể ra mà em về đây lâu lâu một tí nữa anh em uống thì cũng trước đi em uống rượu uống bia ở đâu em chỉ ý ăn là, thôi. Mà ý là ăn một con này mà đủ à mấy con chứ? Con chỉ ăn mấy con ăn một con mà đủ à? Ăn thôi em biết sau em mời cả nhà nhá. Vâng, cả nhà mời chị. Vâng. Ngon. Đó, phải ngửi mùi thấy ngon rồi chứ. Rồi thấy ngon rồi nhưng mà với ngọn rau phải ăn ngọn rau trước ấy chứ. Thấy ngọn rau ở đây ăn gan trước. Đang đào của cô đấy. Đây là nước đũa thế nào vậy? Có ba chiếc đũa à? Phải không, trước trong này. Tôi không phải đũa chị. Phải ăn đũa. Thế ăn bốc thế này hả? Bốc cho nó dân dã. Ăn đi anh Trang ơi. Ăn đi, ăn thẳng ấy. Hôm nay, sáng không ạ?
đây là xa nhà phải có ít ớt nó mới bay được lên cái mùi của con chuột này. Tối nay lại bắt tiếp các bạn ạ. À, bắt từ đầu vụ đến cuối vụ vẫn còn nhiều chuột, vẫn có những chuột ăn. Đang ăn thấy nó chạy kìa anh. Em đi vô đi là. Đang ăn thì vô sẵn được kìa. Thì em bảo nó đang chạy kìa. Kệ nó. Bọn này nó không biết sợ nhỉ. Nhìn thấy ăn mà không biết sợ. Nhìn thấy ăn nó đứng lên nhìn kìa. Cứ bảo Tết phi à, bảo Tết để yến để Tết ăn Tết mà có đánh đâu mà ăn. Hết mùa yến đâu người ta mua hết đúng không? Chuột đồng là khó. Chưa hết, chuột còn. Nhưng mà nó không muối cho, nó thấy người nó động. Mình quanh quẩn đây để đi nơi khác, với bạn thôi mình nghỉ. Nó đẻ đấy. Nó chỉ được nuôi con thôi anh Thang ạ. À. Nó không có công, mình không muốn đi nữa. Mình ăn 2-3 hôm này làm một mâm đầy thoải mái mà. Không thể mất mũi giống nó được. Riêng chuột thì cứ hỏi anh Sang xem. Không bao giờ mất giống của nó luôn. Em biết từ ông bà, cha ông mà bẫy như thế mà đến bây giờ mà không có các loại thuốc sinh học của nọ kia. Nó sinh sản rất nhanh luôn. Nó chỉ sót 1-2 đôi thôi. Nó để kinh khủng luôn. Đáng cái đấy rằng mất. Các bạn ơi, nói chung là bây giờ anh em là cũng ăn uống là như thế này là cũng quá ngon rồi. Ngon không bạn? Ngon. Ngon không bạn? Ngon. Ngon không các bạn? Ngon nhưng mà em chưa được ăn mấy. Em tới sau rồi thì em đi muộn một tí nữa là hết. Thì trêu các bạn vậy thôi thì ăn thì bao nhiêu cho nó thì cho nó đủ cho. Đấy, của ít lòng nhiều các bạn ạ. Thì cái video này là em Giang và mấy em là chúc toàn thể cô chú anh chị và toàn thể bà con là cũng một cái Tết là vui vẻ và hạnh phúc, là ấm no và hạnh phúc. Ai mà thiếu quất, thiếu đào, thiếu khoai tây và thiếu nọ kia ABC thì đến em Giang giơ tay và lạt chỉ Giang nhá. Rồi bye bye, xin chào cô chú anh chị các bạn. Người ạ, mình chào luôn.